60% số vụ tai nạn giao thông có liên quan tới rượu bia. Gần 70% số vụ bạo lực gia đình cũng có nguyên nhân do sử dụng rượu bia. Và có tới gần 40% số vụ gây rối mất trật tự an toàn xã hội cũng có nguyên nhân từ sử dụng rượu bia.